Rồi, với chú gọi mình là Linh đây. À, đây, 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 đây. Ui, có thằng núp trong này này. Đây. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với vụ... Mày quá độc hết đạn luôn. Rồi, trở lại với vua súng và mình sẽ chơi một set vũ khí anh em có thể hình dung là nó cũng là đồ gôn thôi. Ok. Rồi, 8 kill. À thằng này nó cầm sniper mà sao này nó không nhìn thấy mình. Ui. Rồi những cái vũ khí gold của mình chơi ngày hôm nay thì nó có một điểm chung duy nhất anh em có nhận ra không? Tức là nó chưa được tiến hóa và mình rất là mong cho bản cập nhật nào đó ở đây gần đây thì nó sẽ tiến hóa được tiến hóa những em nó gieo gold lên thì nó phải gọi là cái của nó bộ sưu tập vũ khí gold của anh em của nó cực kỳ là bá đạo. Ui. Rồi chúng ta sẽ đến với AWM gold. Chết là thằng Thằng top nó sắp win rồi kìa. Ok, mình sẽ cố gắng xem. Chạy được đâu thì chạy nhá. Một thằng. Ở đây, ở đây. Đến đây thì trốn rồi, nó trốn hiểu. Ôi. Ôi, 3 kill. Thằng tiếp theo. Dòng này thì bắn người được khá là ngon. Bởi cái này snap nó nhanh hơn 3Z này. Nên là anh em bắn người nó lợi hơn. Kiểu anh em tha khẩu 3Z đi. Đối với người thì cũng không ổn lắm. Ô, sao sao bọn phát mình chết luôn nhờ. Rồi. Tí là nó băm vào đầu mình rồi. Rồi, Bison Gold. Dòng này mà phải tiến hóa thì không biết như nào đây. Cái dòng này bắn gọi là cái tốc độ xả đạn cực kỳ là thần thánh và số lượng đạn nó rất là nhiều ấy. Giờ thêm cái gọi là chỉ cần thay đạn nhanh thôi, chỉ cần thay đạn nhanh chứ không cần nhiều. Là em ấy gọi là mạnh cực kỳ rồi. Ở đây, ở đây. Úi giời. Lá ba bí bộ, mau gôn, một dòng shotgun với cái gọi là sát thương tầm gần nó kinh dị lắm. Anh em chơi do mà cái này cứ con đầu to chắc chỉ cần tầm nhảy nhấn nhả cho một gọi là một nốt nhạc thôi là đầu to cũng đi rồi. Nhưng mà chỉ tầm gần thôi. Dòng này nếu mà anh em nếu mà tiến hóa thì em nghĩ nó sẽ như thế nào? Là nó khác bọt đấy nhỉ? Ui, thằng to nó sắp win rồi kìa. Ok, 9 kill. Cố là quả Holy Seed. Một kill nữa. Để xem mình cố đến nào nhé. Nói chung là mình vào muộn rồi. Không kịp đâu. Kìa. Đứng lại. Rồi 10 kill rồi. Ui. Một phát 9 kill, một phát 10 kill. Vẫn còn cơ hội thầy như của một mạng nữa thì nó mới win. Ok. Python Gold. Một dòng súng quá là mạnh luôn. Nhưng mà không hiểu sao nó lại không được cập nhật lên trước. Một viên chết luôn kìa. Một viên thật à? Ô, dòng Python bị sửa đam hay sao mà bây giờ có khỏe đấy. Rồi, ok, 4 kill này. Thằng to bị đơ à? Sao mà mãi nó vẫn chưa lên kill kill kìa. Rồi, 6 kill đến ủa. Ui, mấy phút mà mình lên tận bom 3 phút anh ạ, 3 phút mà lên tận bom. Ui, không thể tin nổi luôn. À. 3 phút 30 kill. Phai trường, kinh dị. Rồi, phải cái điên à. Không biết tả cái này lúc nào. Quên mất là chúng ta đã trở lại với Scargold chứ. Dòng Scar thì ngày xưa Jerry thì cực kỳ thích rồi. Nhất là những cái dòng mà nó còn mạnh như kiểu đồ gôn này nữa thì... Nếu mà tiến hóa lên thì mình không biết là có khi nào nó có khả năng cận chiến không nhỉ? Bây giờ anh em thì hình dung chỉ có AK này. AK là 1 với M4 là có khả năng cận chiến đúng không? Bây giờ mà dòng Scar mà cận chiến nó thì còn gì bằng. Hoặc là nghĩ thôi là thì sướng rồi. Ôi. Số. Ui sao nó cay đấy kìa. Ui, 6 kill. Ui, vậy. Tôi hiểu hôm nay chơi đồ gôn phải khiến nó khác bò thật chứ. Bắn rất là sướng. Còn con cạc vàng này thì cũng làm trong danh sách mà mình được gọi là đề cử được tiến hóa. Không biết em thì thế nào đây. Dòng này thì mình sấy cực kỳ là kinh rồi. Số lượng đạn quá là nhiều. Với cả là nó cái độ ổn định của dòng KC nó cho nó chuẩn không cứ cạc 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 nghe này cạc thì chết. Cái độ chuẩn xác của cạc nó cao lắm nên là anh em mình thích rất thích cầm của này đi chơi zom luôn. Ok. Ok. Ui rồi. Ui vào chân cũng chết kìa. À đúng rồi dòng dòng đồ gôn mà
kiểu snip thế này thì anh em có thể thấy nó đã chỉnh tâm rồi. Cái tâm bây giờ nó khác rồi. Ok. Ôi mù mắt. Mỗi lần mình bắn snip này y rằng là kiểu gì cũng có biến rồi. Ok. À ghê thế, nó vừa di chuyển nó vừa bắn đây chứ. Tại sao mình không làm như thế được nhỉ? Đói, double kill. Chơi vua súng thì mình ngại nhất là chơi snip thôi. Nhưng mà nay thì cầm kiểu kiểu AWM đấy. Nó còn đỡ đấy. À chả đỡ gì. Trận đầu đánh đáng sướng bây giờ. Sao nhìn nó xí đá thế nhỉ? Rồi, qua đâu qua rồi. Sao quá. Bizon là đâu? Gold Hell Dog này thì nó chỉ bắn tầm tập trung thôi, tầm hơi xa xa là anh em khó bắn trúng người lắm. Ui vai trường nó nhảy vào đầu mình kìa, nó bắt cái gì mà nhảy vào đầu mình kìa, vô lý thế nhỉ. Ui trả thù luôn rồi. Thằng to đang 23 rồi, một thằng trời ơi 4 kill xây sướng nhỉ. Ui sao em ngu rồi. Mà nó còn chơi nhây đến nỗi là nó cầm dao rồi chém mình kìa. Phải có này. Ủa? Quay đi quay lại thế là thằng sau lưng của mình chết kìa em. Khẩu này thì cố gắng áp sát rồi anh em ơi. Úi. Máy mà nó không để ý mình bên này. Ui. Vừa lẽ làm quả 3 phút 30 kill nó sức kiểu mình đã gọi là trình độ mình đã lên đẳng cấp mới rồi. À, chuyển sang cái ván này thì y như rằng là vẫn như xưa rồi kìa em ạ. Nó vẫn ngu như ngày nào. Ok, double kill. Dưới đây có rồi. Ui, đồng lắm. Rồi. Ơ, cái khẩu đấy mà nó nhảy vào đầu cũng chết được người cơ. Mình tưởng là cái khẩu đấy anh em phải... Cái sát thương của viên đạn nó yếu lắm. Rồi, double kill. Mình lấy top rồi. Zombie thua thì nó mạnh như thế mà... Mãi không cho... Ui, đục chết kìa. Mãi mà không cho tiến hóa được nó lên nữa. Dòng này mà tiến hóa thì mình nghĩ là Dragon không có tuổi thật. Dragon bây giờ được cái là có khả năng cận chiến nên là dòng Pitho nó bị yếu xuống á. Nhưng mà đối với người thì dòng Pitho nó vẫn hơn, bởi vì anh em dùng sát thơ chỉ cần viên hai viên là nó chết người rồi. Ui, hồi sinh kìa. Ok mình 30 rồi. Nói chung là trận này nó không nhanh bằng trận trước thôi. Để kiểu gì nó lên này. Thôi. Ôi, cái đấy gọi là tính toán cả anh em ạ, IQ vô cực. Ok. Rồi, ok, double kill. Có bóng gold. Hiện tại thì đồ gold, ok, chết bừa bạn. Hiện tại đồ gold thì chưa có lựu đạn tiến hóa nên là mình cũng cho em này vào danh sách khi nhất. Đây là quả lựu đạn gold duy nhất ở trong chiến kích kiểu gì nữa. Ok, đấy là giai đoạn khó rồi nên chúng ta phải bình tĩnh. Ui, mạnh nhờ. Dòng này thì quá là mạnh rồi. Nếu mà mình không biết nếu mà hình dung em tiến hóa thì nó như nào. Kiểu như là nó thêm khả năng là làm choáng hay là phạm vi nó sẽ rộng hơn. Hay là anh em có thể chứa được nhiều quả bom trong người một lúc. Như kiểu quả bom FVP. Mà đấy cái đoạn này máy không qua được. Kích kích kích. Bùm. Ui nó chạy mất rồi. Ui chi kìa. Rồi ngon. Nanh độc vàng, khả năng cận chiến rất là nhanh và kèm theo đấy là ui cái sát thương mà nói không phải ngoa, nhưng mà cái đồ nanh độc này mình nghĩ là anh em vẫn là yêu thích nhất, có khi còn hơn cả Rugon đấy. Ui kìa, em nhìn thấy máu nó không, đen xì kìa. Má mình cận chiến chúng rồi đấy nhá. Đây. Chết rồi, cả trước cả sau. Lại. Chết rồi. Nào, bình tĩnh. Ôi đây. What the f... Nhìn máu này, nhìn cái tường kìa. Nó đen xì cả tường. Nó không mất máu à? Hay là quả đấy mình chém nó, bắn nó không chết à? À chém nó, đúng rồi, cái nanh đầu này thỉnh thoảng là chém có 90 thôi. Nó không chờ chết được. Ok. Ui mày quá. Thằng đấy cầm rách mà đáng lý ra nó bắn trúng người mình một cái là mình chết rồi mà nó bắn chết hết. Kiểu nó hoảng quá sao ấy. Thằng trong quay nó là nó giết mình hơi nhiều rồi. Thật có. Ok mạng nữa.
Có chết được à, còn mang nữa. Nó còn mang nữa, một cuối cùng. Rồi, ui, game sát đẹp đấy. Anh em xem đừng quên like của mình. Yeah, chúc em mọi người vui vẻ.